Xin chào tất cả các bác, chào tất cả mọi người. Chào mừng các bác và mọi người quay trở lại với kênh YouTube Trang Trang TV. Và tôi là Hoàng Dôn. Bây giờ thì đang là 9 giờ sáng của ngày 21 tháng 7 năm 2021. Và xin chia sẻ với các bác, vào ngày hôm qua thì quá là nhiều tin. Rất nhiều tin về Hoa Khôi, về anh Gụ, anh Gỗ Gụ. Mà đều chung một cái, nó gọi là vaccine. Trong khi cả nước đang oằn mình để chống dịch, trong khi cả nước đang gọi rằng là hướng về thành phố Hồ Chí Minh, hướng về các tỉnh phía Nam để mà phải nói rằng là vô cùng nhiều khổ cực, tiếp xúc nguy hiểm. Buổi sáng nay thì lại thêm hàng ngàn ca nhiễm nữa rồi. Chia sẻ với các bác là thế. Vậy mà có một cô Hoa Khôi, cô ấy lại nhờ được ông ngoại, rồi là nhờ bố, rồi nhờ ai đó. Những cái từ khóa như là Hoa Khôi, ông ngoại, bố, nó tràn ngập ở trên mạng đó. Thì các bác có thể thấy rằng là hệ thống vaccine là có vấn đề, hệ thống phân phối vaccine là có vấn đề. Chia sẻ các bác là thế. Và rất nhiều người trục lợi cho nó, trục lợi ở chỗ đó. Đến như anh Gụ chẳng hạn đấy. Bây giờ là cái công ty mà mời anh đấy đến để mà cùng chia sẻ cái vaccine đó thì là như thế nào? Lại còn cho một cái câu rằng là toàn quyền chọn cái vaccine. Một cái bài post rất dài mà tôi để qua các bác đọc từ từ thật kỹ. Thì ngay cuối cùng có một câu chốt rất hả hê rằng là cuối cùng gã chọn Pfizer. Hầu như là ai cũng muốn chọn Pfizer. Ai cũng muốn chọn cái vaccine nó đắt nhất. Thì họ nghĩ cũng rằng là tốt nhất. Đó. Thế nhưng họ đâu có biết rằng là những vaccine đó phải để cho những người lăn lộn chống dịch, những người đi vào những tâm của những cái vùng dịch nguy hiểm họ mới làm cái này. Rồi những người hàng ngày hàng giờ phải chạy đi khắp nơi để giao hàng, rồi những anh shipper ấy phải chịu bao nhiêu là những cái rủi ro nguy hiểm. Rồi những là lái xe vận tải, nhiều người lái xe miễn phí luôn, báo cáo các bác là thế, mà vẫn chưa tiếp cận được vaccine. Vậy thì chứng tỏ rằng hệ thống vaccine của chúng ta là đang có một số cái vấn đề. Rồi là bên bệnh viện Hữu Nghị, người ta đưa ra một số cái kinh khủng, đúng không? Đấy là về vấn đề cô Hoa Hậu với cả mọi người. Thì tôi rất mong muốn rằng là chính phủ, Bộ Y tế đã vào thanh tra rồi và kiến nghị rằng giải đáp rồi. Nhưng mà tôi sợ rằng là việc này nó sẽ không đâu tới đâu. Thì tôi mong muốn rằng là chính phủ, mặc dù có thông tin chính thức ở trên trang fanpage, cũng như rằng là Bộ Y tế cũng đưa ra ý kiến chính thức, nhưng mà phải sàng lọc lại thật kỹ cái việc này, phân phối vaccine như thế này, để xem rằng ai trục lợi hay không. Ví dụ như là 10 liều Pfizer chẳng hạn, thế nhưng mà người ta bao giờ cũng để vào đó là 12 liều, để mà nếu mà thiếu thì người ta còn bù hay thế nào đấy, để cho nó đủ 10 liều. Nếu gọi là 2 liều dự phòng, thì bây giờ người ta dùng những cái liều đó để người ta đi tiêm cho ai đó, tiêm cho người nào đó, biết sao được. Đó. Vậy thì phải làm thật rõ về cái vấn đề này. Tôi rất mong muốn rằng là những cái hành vi trục lợi vì người dân á, người ta không cần biết đấy đâu, người ta chỉ thấy rằng như thế này này, người ta thấy rằng là tại sao mà bao nhiêu người chưa được tiêm, thế mà báo cáo với các bác là bao nhiêu người chưa được tiêm, mà những cái người ví dụ như là từ quan chức cho đến người thân của quan chức lại tiếp cận vaccine một cách dễ dàng thế, thì đó là một dấu hỏi rất lớn đó. Và tôi mong muốn rằng là chính phủ và Bộ Y tế phải giải quyết việc này, vì đây là cái mâu thuẫn nội tại mà nếu mà không xử lý thì sau này nó còn bung ra nhiều cái trường hợp nữa. Và tôi tin rằng là vẫn còn rất nhiều trường hợp người ta đang lợi dụng cái mối quan hệ mà chúng ta gọi là 5 cái chữ ệ để mà tiếp cận được vaccine. Đã khi nào mà vaccine lại trở thành, với anh Gụ kia chẳng hạn, lại trở thành một cái công cụ để ngoại giao đó. Bác ở chỗ tôi là bây giờ đang được tiêm vaccine đấy, cho nên rằng là có hai cái loại Moderna, có hai cái loại, là một là Moderna và hai là loại Pfizer. Hai loại này đều rất là xịn. Bác qua đây là tôi để mà tiêm nha. Bác thích chọn loại nào thì là chọn. Anh chị xếp hàng nha. Bên này bên A nha, bên này bên B nha. Xong dì tai với bác sĩ rằng là bác sĩ ơi, bên A thì tiêm Moderna, bên B thì là tiêm Pfizer. Tôi đã chuẩn bị sẵn như thế rồi, thì các bác cứ thế tiêm nhé. Dạ vâng. Thế là thành ra là có cái sự trục lợi ở đấy. Đấy, có chưa kể rằng là biết đâu đấy nhá. Báo cáo các bác là biết đâu đấy, một số người còn bỏ cả cái này ra để được tiêm.
Bây giờ thì đến chúng ta đang rất thiếu vaccine, thì vaccine nào được thì là tốt chứ sao? Rồi sau đó chúng ta còn tiêm mũi 2 nữa cơ mà, rồi sau đó còn tiêm mũi 3 nữa cơ mà, đó. Rồi năm sau nữa chúng ta lại bắt đầu vẫn tiếp tục tiêm cơ mà. Đâu cứ phải rằng là bây giờ cái loại xịn nhất là được. Đó là hành vi trục lợi, không thể chấp nhận được ở trong vấn đề này. Và đây là cái mâu thuẫn. Và tôi mong muốn rằng là chính phủ với Bộ Y tế phải nhìn thật kỹ vào, phải nhìn thật rõ vào để mà xóa bỏ cái việc này đi đó. Để mà không còn cái trường hợp nào nữa gây bức xúc dư luận xã hội như là cô Hoa Khôi kia lên trên. Hết ông ngoại, bây giờ đố các bác tìm ra được ông ngoại của cô này là ai. Đấy là cô ấy nói rằng nhá, là bố của cô đấy là học viện quân y. Thế nhưng ông ngoại mới là vấn đề cơ. Cô là cô nhờ ông ngoại chứ không phải nhờ bố đâu, nha các bác. Đó. Vậy thì ông ngoại của cô này là ai? Thì các bác thử suy nghĩ, tính toán nhé, xem ông ngoại cô này là ai, cô Hoa Khôi là ai. Rồi trở lại cái vụ bánh mì, buổi sáng này tôi có post đấy. Thực ra nó bắt đầu từ đêm qua rồi, đêm khoảng tầm 7-8 giờ đêm qua thì bắt đầu người ta có cái rồi. Thế nhưng mà lúc đó tôi livestream nó dày video quá, cho nên là tôi cũng không post. Và là tôi để buổi sáng để mà chia sẻ với các bác. Có một số cái bình luận thế này, bình luận rằng là không hiểu ông Thọ, ông Thọ này, ông ấy có thù oán gì với cái bánh mì. Tôi nói thật, nhiều khi tôi không hiểu được. Nếu mà giải thích, giải thích rằng là không phân biệt được hay như thế nào đó thì cũng ok. Cũng có thể rằng là anh ta phát hiện là anh công nhân kia là không có bánh mì là cũng ok. Thế nhưng mà nhiệt tình đến mức là đến tận cái chỗ bán bánh mì đó để mà xử phạt rồi thu hồi giấy phép, là cũng bảo rằng cái tiệm bán bánh mì đó là không phải thực phẩm, thì báo cáo không phải thực phẩm thiết yếu. Thì tôi nói thật rằng tôi nhiều lúc cũng không hiểu được anh này hình như là có cái thù oán gì về bánh mì, hay rằng kiếp trước anh ta bị cướp người yêu bởi một anh chàng bán bánh mì chẳng hạn. Mình cứ nói vui vui vậy thôi. Kiếp trước anh ta yêu một cô gái nhưng cuối cùng là bị một anh chàng bán bánh mì cướp mất. Anh mang cái mối thù này, cái mối sân hận này còn mãi đến tận sang kiếp này rồi khéo kiếp sau nữa, và cái thù oán bánh mì không thôi đó. Đây là một bài học rất sâu sắc, thực tế. Nhưng mà mình công bằng mà nói nhé, thì nếu mà bỏ qua cái việc này, bởi vì nhiều khi người ta cũng có một cái gì đấy là người ta hiểu biết nó còn nông cạn, nó còn chưa thấu đáo. Nhiều khi người ta làm nhiệt tình quá, thành ra là nhiều kiểu bác họ nhiệt tình quá thành ra phá hoại. Thì ít nhất là chúng ta cũng ghi được cái công nhiệt tình, nhưng cái sự hiểu biết là chưa đó. Thì nhiều bác cứ nói rằng nọ kia, nhưng mà tôi nghĩ rằng là thôi thì đây là cái bài học. Cái bác bảo đuổi thẳng cổ hay thế nọ thế kia đấy, ý của bác là thế. Nhưng tôi thì tôi không thích như vậy. Tôi nghĩ rằng là đây cũng là bài học rồi. Và thú thật, tôi thích dùng những cái người mà người ta đã phạm sai lầm và người ta đã nhận biết được sai lầm, và từ đó người ta làm việc để sửa chữa sai lầm. Người ta làm nhiệt tình cái mấy lần bình thường á, chứ không thích những người nó hoàn hảo quá. Thật sự hoàn hảo quá thì nhiều khi, báo cáo với các bác rằng là mình, bởi vì hoàn có đến chứ mình chưa biết thất bại lúc nào. Bởi vì đến lúc thất bại rất là thành thất bại to ấy. Chứ chia sẻ các bác là thế. Tôi có gần tôi gặp một cái anh chủ tịch cũng khá là lớn, anh ta cũng thích dùng những kiểu như thế. Anh ta bảo tôi thì anh toàn thích dùng những người mà đã trải qua thất bại, đã trải qua khó khăn, vì họ có cái sự cẩn trọng nhất định. Còn nếu mà người ta dùng những cái người mà người ta chưa bị cái vướng vấp gì thì người ta chủ quan lắm. Và khi mình giao quyền cho người ta thì khéo người ta chỉ cần ngã một lần, người thất bại một lần, nhưng cái hậu quả của nó để lại thì lại vô cùng lớn. Ở đây cái vụ việc mà liên quan tới vụ việc bánh mì này thì anh Thọ, thì tôi chỉ thấy rằng là hai người đáng trách. Thứ nhất là anh Thọ, anh chưa đủ hiểu biết. Cái thứ hai nữa là cách xử lý liên quan đến bà Hà. Nhưng mà qua đó thì chúng ta có thể thấy rằng là lời xin lỗi rất chân thành, nhận lỗi rất chân thành từ phía của anh Nguyễn Sĩ Khánh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Nha Trang, thì nó tạo ra một cái hiệu ứng xã hội rất là tuyệt vời. Và đó nhiều khi cũng là cái nhân duyên của bánh mì đó, cái nhân duyên đó. Và lúc này thì người dân thành phố Nha Trang người ta đồng lòng, đúng không ạ? Nhưng đâu đó vẫn còn những người cán bộ thiếu hiểu biết, ví dụ như đến mua bắp hay là mua ngô đó. Cá nhân tôi thì nghĩ rằng là dù gì thì gì, trong cái thời điểm dịch bệnh như hiện nay thì chúng ta hạn chế ra đường một cách, gọi rằng là hạn chế ra đường một cách tối đa. Và thưa các bác rằng là cố gắng bánh mì thì thôi, báo cáo các bác là thế.
Bây giờ khu nhà tôi buổi sáng có đi mua xôi còn ngại, bởi vì khu ở Trung Văn cũng có người F1 rồi, tòa nhà tôi có người F1 rồi. Tôi hy vọng không trở thành F0. Hôm nay ngày mai là có xét nghiệm đấy. Rồi cái khu Phùng Khoang ấy, đấy, báo cáo các bác rằng là cũng có F0 rồi. Nhưng tôi cũng mong muốn rằng là mọi thứ qua đi, chứ không cần thiết phải rằng là có một cái gì đấy nó nặng nề ở trong cái điều này. Và cố gắng ở trong dịch viện này thì càng thiết, ý nghĩa là càng ít ra đường thì càng tốt. Bởi vì nếu mà chúng ta cứ nhân danh là hôm nay mua cái bánh mì, ngày mai mua cái bánh quy, ngày kia mua cái bánh chocopie cho con cái, và chúng ta đi khắp nơi, thì báo cáo với các bác rằng là như thế cũng vô cùng là nguy hiểm cho xã hội. Đó. Xét về mặt nào đó thì những người như anh Thọ là vẫn cần đấy. Tự thật với các bác là Thọ là vẫn cần. Cách ứng xử chẳng qua là chưa khéo léo, chưa khéo léo mà thôi. Đó. Và chúng ta cố gắng hạn chế, thật thật hạn chế khi mà ra đường nếu như không có trường hợp cần thiết. Cảm ơn tất cả các bác, cảm ơn tất cả mọi người. Chúc các bác một buổi sáng tốt lành.